Wow. Wow. Đi đọc em. Rồi. Sống thiệt là to. Yeah. Sống to thật to. Sống thần. Sống thần thế. Cảm ơn các bạn sống. Và C. Vừa trọng vừa nhảy sống. Các bạn hãy lựa chọn đi. Hai bạn thích cùng tập thể dục với người yêu như thế nào? A. Nam nữ cùng chống đẩy. Mời ngôi sao tình yêu. Quyết định của các bạn là hẹn hò hay không hẹn hò? Em cũng khá là sợ độ cao, nhưng mà em không sợ bằng việc không chinh phục được anh. Em sẽ dành riêng một bộ đồ thật là đẹp cho anh. Em cũng đang cần tìm một người có thể làm VT riêng cho mình á. Thì không biết là anh có thể là... Để anh sẵn lòng ha. Đó.